Mùa giải 2021, AS Roma cán đích ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A. Khác với những năm trước, khi đây là khu vực không được dự cúp châu Âu, Conference League có lần đầu tiên được tổ chức. Đầu mùa bóng thì Jose Mourinho lên nắm quyền chỉ đạo, và người ta đã cho rằng rồi thì người đặc biệt sẽ làm nên được một chiến tích mới như biết bao lần trước đó thôi. Khởi đầu vòng bảng với một số những khó khăn bất ngờ, lượt trận thứ 3 thì Roma đã bất ngờ để thua Bodo Glimt với tỷ số lên tới 1-6. Sau đó, họ tiếp tục không thể giành chiến thắng trước chính đối thủ khó chịu này. Vòng bảng vẫn khép lại với Jose Mourinho cùng các học trò với 13 điểm có được, sở hữu hiệu số bàn thắng bại lần lượt là 18-11. Có những mối e ngại từ khán giả khi mà Roma thường có những trận đấu chơi dưới sức, song ngôi vị nhất bảng vẫn là một thành công đối với ông thầy người Bồ Đào Nha trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình khi trở lại nước Ý. Băng qua những đối thủ khó chịu khác là Vitesse, tái ngộ Bodo Glimt và tiếp đến là đả bại Leicester City xứ sương mù. Người đặc biệt một lần nữa đưa binh đoàn của mình tiến đến trận chung kết để đối đầu với một đối thủ được đánh giá là sở hữu hàng tấn công hủy diệt, Feyenoord. Đội bóng thuở thiếu thời của huyền thoại Robin van Persie có hiệu suất đầu ra còn nhiều hơn cả Roma trước trận đấu định đoạt với 28 pha lập công có được sau 13 lượt trận. Chẳng cần quả 11m nào, có tới 3 pha ghi bàn ngoài vòng cấm địa và số cơ hội được tạo ra trung bình mỗi 90 phút lên đến 2,5. Tuy nhiên, họ có một điểm làm không tốt bằng Roma của Mourinho, đó là chỉ sở hữu 2 trận giữ sạch lưới so với 5 của đội bóng nước Ý. Tiến vào vòng knockout có thể thấy người đặc biệt đã chơi thực dụng như thế nào để khiến cho mọi hàng công đều phải ngao ngán. Leicester City sở hữu hàng công với nhiều những cầu thủ xuất sắc, tốc độ phía trên và sức sáng tạo ở phía dưới. Thế nhưng sau khi đội bóng của Mourinho ghi được bàn thắng, ngay lập tức họ chơi chậm lại và khiến cho bầy cáo chẳng thể làm gì được trong 80 phút còn lại. Liên tục là những màn phá lối chơi điển hình, sự khó chịu và triệt để trong từng pha xử lý. Nghệ thuật hắc ám, triết lý không tuổi của người đặc biệt sau đó cũng được đem tới trận đấu quyết định trước Feyenoord. Lại tiếp tục là một bàn thắng sớm sau khi bất ngờ tăng tốc trận đấu, rồi lại là bài vở quen thuộc khiến đối phương phải ngán ngẩm. Nhìn vị trí trung bình của các cầu thủ trên sân thì đúng là thách đối phương tấn công được thật. Rui Patricio có một ngày thi đấu xuất sắc với 5 pha cứu thua. Hàng phòng ngự thì luôn biết cách để hóa giải những pha hãm thành của đoàn quân The Arne Slot dẫn dắt. Kệ cho đối phương hối hả chạy đua với thời gian để tìm kiếm bàn gỡ, chiếc xe buýt nhiều tầng của người đặc biệt vẫn không thể bị xô đổ. Đối phương cảm thấy chiến được thì cứ xin mời thôi. Tiếng còi khép lại, đồng nghĩa với chiếc vô địch châu Âu thứ 5 trong sự nghiệp của ông thầy người Bồ Đào Nha. Jose Mourinho vẫn bất bại trong những trận chung kết, vẫn đem tới nghệ thuật phòng ngự chứ danh làm nên tên tuổi của mình để tiến tới cái đích cuối cùng. Mặc kệ lời ra tiếng vào tấn công cho lắm để rồi đến trận cuối cùng thì Feyenoord bất lực khi bị Jose Mourinho phá lối chơi cùng các học trò bước lên bục cao nhất. AS Roma trong mùa giải tiếp theo tiến đến mục tiêu chinh phục Europa League, tiếp tục là những khó khăn tại giải quốc nội, phong độ thiếu ổn định, rồi thì chấn thương và cả những vấn đề trong phòng thay đồ bị soi xét. Chỉ có một điều không đổi, đó là AS Roma tiếp tục trở thành một ứng viên vô địch dù đấu trường châu Âu đó đã nâng lên một cấp độ khác. Vòng bảng khép lại với thầy trò Jose Mourinho khi họ cán đích thứ hai chung cuộc sau Betis với 10 điểm có được. Có nhiều những dấu hỏi lớn về màn trình diễn của đội bóng nước Ý từ ngày ra quân cho đến cả những lần mất điểm khá bất ngờ. Việc chỉ có được vị trí thứ hai ở bảng đấu này khiến cho một đội bóng gặp nhiều bất lợi hơn trong mùa giải mà thể thức playoff thay đổi. Người đặc biệt cùng với các học trò sẽ phải đối chọi với một tập thể hạng 3 Champions League. Cái tên mà họ phải đương đầu là RB Salzburg, không hề dễ chơi như người ta lầm tưởng. Tổng tỷ số sau hai lượt trận là 2-1 nghiêng về phía Roma, khi mà trận lượt đi, họ đã bị đối phương dẫn trước. Đến vòng 16 đội, Real Sociedad trở thành đối trọng rất khó chịu mà Mourinho cùng với các học trò buộc phải vượt qua. Sau khi giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trong trận lượt đi, như một thói quen, trận lượt về chứng kiến binh đoàn của Jose Mourinho phòng ngự chủ động và không cần tấn công. Những cơ hội nguy hiểm của đại diện xứ Basque trên sân nhà là không hề thiếu. Brais Mendes đã có phong độ rất cao với hẳn 5 đường key pass cho những người đồng đội phía trên. Thế nhưng, bảng tỷ số thì chẳng có một chút nào sự thay đổi hết. Hai con số 0 yên vị trên bảng điện tử trong trận lượt về. Một bước tiến nữa cho hành trình vô địch được người đặc biệt cùng với các học trò tạo ra. Vòng tứ kết, Mourinho tái đấu với bại tướng trong trận chung kết Conference League mùa trước và họ lại tiếp tục để bị đối thủ dẫn bàn trong trận lượt đi trên sân nhà cùng cách biệt tối thiểu. Những gì diễn ra trong trận lượt về trên sân Stadio Olimpico thì thực sự là rất khó quên với các cổ động viên thành Rome. Vẫn là Arne Slot, nhưng lần này họ chơi khó chịu hơn, nhận về tới 4 thẻ vàng trong hiệp thứ nhất, hóa giải hết những pha lên bóng của Roma. Liên tục là những pha hãm thành từ đội bóng nước Ý được thi triển, 9 pha dứt điểm trong hiệp 1
nhưng không một lần khiến cho mảnh lưới của đại diện Hà Lan phải thất bại. Cho đến phút thứ 60 thì Spinazzola đã khai thông thế bế tắc trong trận lượt về, chấm dứt niềm vui tạm thời của Feyenoord từ một pha dứt điểm chéo góc xuất sắc. Bàn thắng có được này đã đưa trận đấu trở về với vạch xuất phát. Đã đến lúc để Mourinho đưa trận đấu trở về với nhịp độ chậm, một sự điềm đạm thường thấy từ chiến lược gia này. Cho đến khi đối thủ bất ngờ vùng lên với bàn thắng phút 80, lúc này thì giấc mộng đi tiếp tưởng như đã kết thúc với đại diện nước Ý rồi. Cho đến khi hoàng tử mới của thành Rome lên tiếng đúng phút thi đấu cuối cùng, giấc mơ trở lại. Một đòn tâm lý thậm chí được giáng vào đối thủ phía bên kia. Một Feyenoord với thành phần gồm nhiều cầu thủ trẻ, bung sức không hợp lý, thiếu đi bản lĩnh đã hoàn toàn bị binh đoàn của Mourinho nghiền nát trong thời gian thi đấu bù giờ. Roma thoải mái thăng hoa, ra những đòn kết liễu cuối cùng để ấn định chiến thắng 4-1 tại tứ kết đấu trường C2. Roma tiếp tục băng qua Leverkusen để chạm mặt Sevilla trong trận đấu quyết định. Đáng tiếc là aura C2 của đội bóng vùng Andalusia quá lớn, thế nên hành trình ở đấu trường Europa League sẽ phải được tái khởi động từ đội bóng thành Rome. Trở lại với mùa giải vẫn còn nhiều biến động ở trước mắt, AS Roma tiếp tục gặp phải những khó khăn ở đấu trường quốc nội. Phải mãi đến tháng 2 năm sau thì những lượt trận vòng playoff Europa League mới diễn ra, nhưng khán giả thì vẫn đang mong chờ từng ngày. Những lá thăm may rủi không biết làm thế nào tiếp tục đưa Feyenoord trở thành đối thủ ngáng đường Roma. Họ non nớt trong lần đối đầu tại Cúp C3, rút kinh nghiệm và có đấu pháp hợp lý hơn ở trận tứ kết mùa trước, nhưng vẫn phải nhận trái đắng. Đến lần này, quá tam ba bận, chẳng biết là thầy trò Arne Slot sẽ định đối đầu với Mourinho theo cách nào nữa đây. Feyenoord sau 16 vòng đấu đang kém PSV tới 10 điểm tại Eredivisie, nên chắc là họ nên quên luôn đi chức vô địch và chỉ trông mong vào vị trí thứ hai mà thôi. Mà kể cũng khổ, khi mà PSV thắng hết cả 16 trận đấu như thế thì ai mà đá nổi với họ. Thành ra mục tiêu ở sân chơi Europa League hiện tại sẽ ít được đặt nặng hơn so với đối thủ nước Ý phía bên kia. Bởi vì với AS Roma, tham vọng dự Champions League của họ có lẽ đặt phần nhiều hơn tại đấu trường Cúp châu Âu mùa này, thay vì một mùa giải kéo dài và mục tiêu là chiến thắng mọi trận đấu. Feyenoord mùa giải năm nay rất mạnh bởi vì họ cũng đang là nhà đương kim vô địch của bóng đá Hà Lan. Màn trình diễn tại Champions League đem tới nhiều những sự tiếc nuối với hai chiến thắng sau 3 vòng đấu đầu tiên. Thầy trò Arne Slot thiếu đi may mắn, để rồi những thất bại trước Atlético lượt trận thứ 2 và Celtic vòng cuối đánh sập đi tất cả. Một đội bóng tụt hạng xuống đấu trường thấp thì sẽ có thiên hướng hời hợt hơn thay vì chấp nhận cày nát đội hình cho một danh hiệu mà còn chẳng biết là liệu có thể vươn tới. Bởi thế, Jose Mourinho cùng với binh đoàn của mình sẽ sẵn sàng để biến Feyenoord thành con mồi trong một trận đấu định đoạt nữa. Đội bóng Hà Lan cứ tấn công miết đi để xem có vượt qua được khối xe buýt 2 tầng của ông thầy người Bồ hay không. Sự khắc chế mà Roma có được trước đối thủ này ở 2/3 lần đụng độ gần nhất là cơ sở để người hâm mộ đội bóng nước Ý đặt niềm tin vào một thắng lợi, một bước đệm cho hành trình chinh phục nữa. Điểm mạnh trong cách thi đấu thực dụng của thầy trò Mourinho phải đến giai đoạn này mới được trình diễn. Và thật là oan gia ngõ hẹp khi lại một lần nữa lại là Feyenoord được thưởng thức thứ nghệ thuật hắc ám này. Nếu mà thua tiếp, chắc là họ ám ảnh đến già luôn quá.